Chào mọi người, cuối tuần hôm nay thật sự là đi mà cũng không có kế hoạch gì hết trơn. Nhưng mà mình định chiều về thì sẽ kết hợp với lại công việc ở Chẳng Bơm luôn. Nên mình ghé đây đậu xăng trước cái nè. Bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ điểm đi nè. Lưỡi cội 4:30 dậy rồi, giờ 5:30 mới xuất phát mà còn chưa biết được là sẽ đi đâu, chỉ biết cái hướng thôi, cái hướng là phải đi lên Đồng Nai rồi đó. Bây giờ để coi suy nghĩ đi đâu. Dạo này có vấn đề về tốc độ xử lý của bộ não rồi. Cuối tuần mọi người có đi đâu mọi người? Thấy anh em đi quá trời đi mà mình mỗi lần đi mình không biết đi đâu. Mình lên xe mình thích cái cảm giác chạy xe hơn là đến một cái điểm nào đó. Cho nên là thường mình đi, nếu không đi với anh em thì mình cũng không phải lo đích đến. Còn đi một mình á thì thường là mình kết hợp có việc gì đó mình mới đi một cái tour ngắn luôn, chứ còn ít khi nào mà lên xe là chuẩn bị kế hoạch đi đâu ít lắm, chỉ có chuẩn bị đồ đem theo cái gì thôi. Chỉ nhắm là ví dụ như mình đi trong ngày hay mình đi qua ngày, mình đi tầm bao nhiêu cây một ngày để mình đem những cái đồ nó cần thiết gọn nhẹ nhất có thể để phục vụ cho chuyến đi thôi. Một hồi suy nghĩ, vừa chạy vừa suy nghĩ ha, căng thẳng lắm. Rồi mình quyết định mình sẽ đi cung Tà Bao xong về Bảo Lộc. Nếu lúc đó có hứng thì ghé vô chỗ tu viện Bát Nhã một chút, không thì mình về luôn. Cũng muốn đi lướt qua thành phố Bảo Lộc. Ghé vô ăn cơm, ăn mì Quảng ở chợ Long Khánh mọi người. Ở đây ta làm mì Quảng ăn cũng ngon á. Giờ mình tiếp tục đi về hướng Tà Bao ha. Mình vừa chợt nhớ ra một cái điểm mà đó giờ mình đi Tà Bao mình chưa có ghé, đó là cái hồ Đa Mi. Cái lần trước mình đi Tà Bao á, mình có cái clip mình đi Tà Bao rồi, chắc là cũng lâu rồi. Mình nhớ cái đợt đó vừa hết dịch hay sao á, mình đi Đà Lạt á. Cái gì mình sẽ để lại một cái clip nó nằm trên này ha. Đường đi mình thích ghê, đi nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó hay, chạy nhanh được. Rồi mấy xe này chạy lớn quá trời. Rồi mọi người thấy cái tàn cây nó nhìn đã ha, nhìn nó giống như là một cái cổng chui vô vậy. Đó, bởi vì nói mà mình đi chạy trên đường nó thích hơn là đến đến nơi.
Cho nên nếu như mà anh em mà thật sự mà là dân hay xe dịch hay là thích xe á, thì chắc là đa số anh em sẽ thích là chạy hơn là đến cái cảm giác đến một cái chỗ nào đó ha. Thích chạy từ điểm A đến điểm B chứ không phải thích cái điểm B. Cái kiểu nó vậy á. Thôi lửa chạy. Rồi. Đây. À, đi lên một chút nữa là tới Đức Mẹ Tà Bao ha. Hôm nay đường nó vắng, nhưng mà người dân ở đây á, người ta chạy qua chạy lại á, sợ quá. Với lại họ chạy kiểu đường nhà á, họ không có sợ xe cộ gì á, nên đâm ra mình không tự tin lắm, không dám chạy nhanh. Chạy từ từ tới thôi, không gấp gáp gì. Ở đây mình thấy người ta cày bằng trâu nhiều hơn mấy chỗ khác. Mấy chỗ khác thì bò. Còn đây mình thấy sáng giờ thấy trâu không. Ở đây người ta làm rẫy rồi, thấy nguyên cái dải xanh không? À đẹp. À mấy anh cầu. Đây là Đức Mẹ Tà Bao nè mọi người. Đó, ở trên đó đó, đi lên. Tượng Đức Mẹ trên đó. Bây giờ thì mình tiếp tục di chuyển lên đèo Tà Bao để đến Hồ Đa Mi. Nãy quẹo lộn cái nhánh bên kia xong, chạy theo quốc lộ 55, may mà phát hiện dòng lại. Đường hôm nay vắng, có lẽ là xứ này xứ đạo á, người ta đi lễ á. Giờ này chưa xong lễ đâu. À, trước mặt là mọi người đang là lên đèo Tà Bao á. Đường lên đèo. Chỗ này người dân người ta chạy xe cũng hoạt mạng lắm. Nói chung là kinh nghiệm mình là đi đến cái chỗ lạ mình cứ chạy cẩn thận đi, không sao đâu. Ai chê chạy dở ráng chịu. Tại mình không phải dân ở đó nên nếu mà có rắc rối là cũng rất là phiền. Cái thứ hai là người dân người ta có thói quen đó, người ta chạy quen đường rồi, người ta không có cảnh giác đồ nhiều như mình. Đường này chạy hay sợ bị đá sỏi mấy cái khúc cua, có lạng ra thấy mấy cục đá sỏi cái mình lại lạng vô bị hoài.
Exciter Airblade gì chạy quá trời chạy. Đang rẽ vào đường vào hồ Đa My. Chỗ này thì mình chưa có vào lần nào hết trơn á, nên là mình cũng muốn vô coi coi như thế nào. Nhưng mà mình thấy nhiều hình mấy bác check in đẹp lắm. Hồi đó mình định vào cái lần đầu tiên á, lần đầu tiên mình đi á, mình định vào nhưng mà thì đó như mới vừa hết dịch hay sao á, nghe mấy bác nói là người ta đóng cửa rồi, đóng cổng lại, làm chốt kiểm soát á, không có vào được. Bây giờ thì chắc mở ra rồi, mình đi vô thử coi sao ha. Giờ trong đây mình nghỉ trưa cũng 10 giờ, nay chạy bình thường, không có chạy nhanh, nhựa mới lót, mình chạy vào thử. Còn cái nhánh trên kia thì người ta vẫn còn để cái rọc cổng rào, chắc là cái đó là lối vào nhà máy người ta mới cho vào. Đi thử này, ôi cái hồ ở đây nè đẹp lắm. Đây người ta làm điện mặt trời. Ôi người ta cũng cấm luôn rồi, cấm hết, không cho vào. Người ta không có cho vào bên trong cái nhà máy. Không biết có cái đường nào vào không, nhưng mà mình thấy có mấy điểm cắm trại trên Google Map á, mình thấy có mấy điểm cắm trại mà không biết đường nào vào. Đèo đây nữa nè, mình không biết nó có phải đèo Tà Bứa không, nhưng mà trên cái đoạn đi qua bên Bảo Lộc thì nó một cái Tà Bao, còn một cái đèo này nè, không biết cái nào Tà Bao cái nào Tà Bứa. Tại vì mấy cái chỗ này á, nó không có cái bảng tên đèo ha mọi người, không giống như mấy cái đèo kia, nó sẽ có cái bảng tên đèo gì, đèo Ren, đèo Bảo Lộc, đèo Mimosa rồi chẳng hạn vậy, thì nó có cái bảng tên ở đây người ta không có để, nên là đáng đoán là nó thôi chứ cũng không biết chắc phải nó không nữa, nhưng chắc chắn là có đi qua nó. Cái đoạn này thì nó có cái điểm dừng mà mấy bạn hay đứng check in đó. Đó là đoạn này hay đoạn nào nữa, nhưng mà mình nhớ như nó có cái quán cà phê bên này với quán ăn ở trên này, chắc chưa phải đoạn này đâu, cái đoạn lên trên nữa quá, lâu quá không đi rồi không có nhớ cái gì hết trơn. Giờ mình đi về hướng Bảo Lộc.
có thể là mình ghé qua tu viện Bát Nhã một chút xíu, rồi mình đi mình khởi hành mình đi về. Ở trên đường đi thì mình sẽ xem một vài nơi ở thành phố Bảo Lộc luôn. Phải dừng lại mặc áo mưa. Bộ áo mưa UV này từ lúc mua đến giờ chưa bao giờ xài luôn. Hôm nay test thử thôi. Mưa tầm tã. Bảo Lộc hôm nay nóng chứ không có mát. Mưa tầm tã. Quốc lộ 55 nha mọi người. Chạy được á, chưa tới 1 cây số nữa. Hôm nay đường khô queo. Thôi giời, làm mặc áo mưa vô. Thiệt là, thiệt là tới công chuyện luôn á. Mà kiểu gì cũng hồ anh kia cũng mua à. Trắng xá bên đèo Bảo Lộc kìa. Vô cái ngõ mà hướng thác Đam Ri á mọi người, để mình tìm cái tu viện Bát Nhã mình cũng chưa đến lần nào. Tìm thấy Thái Tổ hả? 6 hours later. Mua. Mọi người đi, nó đang chạy theo, đi theo đường vô thác Cam Mái gì Đam Ri á, em không biết vô đây có phải vòng ra không nha, hên xui. Thiền viện Bát Nhã nằm trên đường Lý Thái Tổ. Nãy giờ chưa không thấy một cái biển nào chỉ đường của tu viện Bát Nhã hết. Chắc là đi đúng rồi đó. Thấy có một, chắc là đi đúng rồi. Thấy có một cái tháp rất là cao. Mình nghĩ là cái tháp đó là của tu viện. Bên này nè, bên tay trái nè. Đó. Mọi người thấy không? Không biết phải đó không? Chắc là vậy quá. Đây. Tu viện Bát Nhã. Tu viện Bát Nhã nè mọi người. Ha, để vô. Tu viện Bát Nhã. À, sau lưng mình là tu viện Bát Nhã ha mọi người. Nếu mà ai đi muốn đi đến đây á, thì cứ đến Bảo Lộc rồi rẽ vào cái đường mà đi thác Đam Ri á, đường Lý Thái Tổ, cứ chạy miết đường Lý Thái Tổ thôi. Cứ bám theo đường của thác Đam Ri á, là chạy một hồi nó sẽ đến tu viện Bát Nhã ha. Tu viện Bát Nhã rất là đẹp, xung quanh yên tĩnh lắm, thông bao quanh. Thì đường đi vào quá trời là bán đất, đang tình bán đất quá trời, có mấy gốc trà đẹp quá. Bãi đậu xe thì đi từ phía ngoài vô, có theo cái đường bãi ô tô chạy dọc vô bên trong.
rất là đẹp. Xíu mình sẽ quay livecam. Đây là con xe của mình chinh chiến bao nhiêu trận mạc à. Giờ 1 giờ rưỡi rồi. Về nhà chắc cũng phải 6 giờ. Mọi người thấy sương mù không? Sương mù dữ ta. Vào đèo Bảo Lộc rồi nè. Đừng có mưa nha. Sương mù ok mà đừng mưa nha. Mưa chạy cực lắm, không chạy nhanh được. Trên kia sương mù quá trời, dưới này không có sương. Đường này cũng ẩm, chắc mới mưa xong á. Mùa mưa này có vẻ cây cối tươi tốt nè. Nhìn cái đồi nào cái lá cây nó cũng xanh, xanh mướt không. Về tới đèo Chuối. Chưa ăn cơm, đói bụng quá. Cái này mới mưa xong, mưa trận lớn quá nè. Đường nước còn chưa rút hết nè. Vậy mà mình ghé trong kia không mưa ha. Ghé Bảo Lộc không mưa. Rồi mấy chỗ này xong dịch xong là dẹp luôn, không buôn bán gì được nữa. Về tới Định Quán rồi. Này đi cũng gần 500 cây á. Sáu sáng đi, sáu sáng sáu tối về 12 tiếng.
về đến đá Ba Chồng gặp nhóm anh em chắc đi Đà Lạt về theo, gặp chào mình. Chặng này đi dính 4 lần mưa. Cởi áo ra cởi áo vô. Làm miết. Công việc cũng xong rồi. Đỡ ấy nấy. Đi chơi mà thấy công việc mà không xong ấy nấy. Mưa gió sấm chớp quá trời. Ê chà. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Sấm chớp đùng đùng. Mưa từng từng hồi. Rồi hôm nay đi thấy tai nạn nhiều quá, mấy bác đi tour thì nhẹ nhẹ tay ga thôi, chơi vui mà, căng thẳng làm gì, làm việc căng thẳng không nói, đi chơi mà cũng căng thẳng nữa. Cầu rạch chiếc, về anh em mà vẫn còn thấy mấy tốp. Mấy bác đi tour mới về. Này đi thấy CB650 nhiều ha. CB650 nhiều lắm. Chắc là nó hợp gu đa số anh em Việt Nam. Xe nào cũng được, phân biệt làm gì. Có điều kiện thì chơi con nào, thích con nào chơi con đó. Mà có một điều á, đó đằng sau lên nữa nè. Có một điều đó là mình thấy á, khi mấy cái đoàn phân khối lớn chạy á, thì nhiều anh em á, cứ kiểu bị chạy xe nhỏ bị quá khích á, cái ráng đu theo, cái đó cực kỳ là nguy hiểm luôn. Mình nếu cho mình nếu mà mình được phép cho lời khuyên thì mình khuyên mấy bác không nên như vậy nha. Không phải là mình chơi mấy bạn chơi phân khối nhỏ gì hết á, mấy bạn chơi phân khối nhỏ chạy trình cao thì còn hơn mấy anh chơi phân khối lớn nữa bình thường. Cái vấn đề cái chiếc xe phân khối lớn là nó được thiết kế để chạy ở cường độ cao.